Tâm Cúc xin mến chào toàn thể các cô chú bác, anh chị em cùng các bạn đã đến với cái clip hôm nay. Cái clip hôm nay là cái clip thật sự rất là đặc biệt đối với Tâm Cúc. Cũng như Tâm Cúc muốn đại gia đình mình, nếu mà ai có cái duyên để mà nghe được cái clip này thì cũng xin là bà của Tâm Cúc ở trên trời sẽ phù hộ cho tất cả mọi người. Vì sao mà Tâm Cúc nói như thế? Tại vì sắp sửa mấy hôm nữa là tới ngày giỗ của bà Tâm Cúc rồi, kính thưa quý vị. Nhưng mà hôm nay thì Cúc có soạn lại ít đồ thì vô tình Cúc đã nhìn lại thấy được cái đồng hồ, chiếc đồng hồ mà ngày xưa lúc ba còn sống á, thì Tâm Cúc đã mua tặng cho ba. Và sau đó thì bây giờ Tâm Cúc giữ lại làm kỷ niệm. Mà có một cái lý do đặc biệt để Tâm Cúc phải giữ nữa, tí Tâm Cúc kể cho quý vị nghe. Và Tâm Cúc hôm nay muốn kể cho quý vị nghe là không biết quý vị có tin cái chuyện mà tâm linh và cái chuyện mà cái người đã mắc mà theo phù hộ cho một cái người nào đó. Trong chúng ta chắc thế nào cũng có người tin và có người cũng chưa có được tin. Nhưng đây là cái chuyện của Tâm Cúc và chuyện ba của Tâm Cúc. Nên là em không thể nào em nói chơi được, không thể nào em đem đùa giỡn với cái người đã khuất và cái người ba mà Tâm Cúc rất là kính trọng từ lúc sống tới lúc mất, từ nhỏ tới lớn. Thì Tâm Cúc muốn chia sẻ để cho quý vị thấy được. Hôm nay trước khi vào cái clip này, Tâm Cúc cũng đã thắp hương và đã xin phép ba là ba ơi cho con xin phép được kể lên cái chuyện mà từ lúc những cái gì mà ba đã phù hộ cho con, cũng như những cái người mà làm cho con buồn, rồi ba trừng phạt những cái người đó như thế nào. Hôm nay con muốn được xin phép ba cho con kể lên cho toàn thể quý vị khán giả cũng như những người có cái duyên mà đi ngang lướt ngang mà nghe được cái clip này, thì ba hãy hộ độ cho những người đó có được những cái may mắn, những cái gì đó như ba đã từng phù hộ cho những người yêu thương con. Kính thưa quý vị, thì tại vì Cúc thấy được những người mà giống như là đối xử không tốt với Tâm Cúc thì bị ba trừng phạt như thế nào, và những người tốt với Tâm Cúc thì được ba ban cái phước hay là những cái may mắn nó đến như thế nào. Quý vị nghe quý vị cũng hơi là giật mình chứ không phải là đơn giản đâu. Cả Tâm Cúc cũng vậy, nhưng mà em cảm thấy mình lúc ba còn sống, Tâm Cúc là một đứa con cưng của ba. Và khi ba mất thì Tâm Cúc vẫn thấy được ba luôn che chở phù hộ cho Tâm Cúc. Hy vọng cái clip này Cúc kể Cúc không có xúc động để kể cho quý vị nghe. Đây là chuyện thật giữa Tâm Cúc là người thật và ba Tâm Cúc đang ở trên trời ngồi nghe. Cúc đã xin phép ba rồi thì bây giờ xin phép quý vị cho em kể lại. Nha. Như thế này, tới ngày giỗ rồi cho nên cũng cố gắng để mà kể cho ba ông nghe. Đây là cái chiếc đồng hồ của ba em nè quý vị. Em đã mua cho ba lúc ba còn sống cũng rất là lâu rồi. Chắc mười mấy hai chục năm vậy đó, mười mấy hai chục năm mà ngày xưa Cúc đã mua cho ba là chiếc này hình như 1,000,000 hay gì đó. Tại vì hồi lúc mà ba mắc á, thưa quý vị, là ba có đeo trong tay á. Nhưng mà cái lúc mà chuẩn bị mà người ta nói là mình giống như thay đồ rồi đặng mà liệm cho ba đó, thì không biết vô tình hay là như thế nào mà chiếc đồng hồ của ba nó cứ lật ngược lại quý vị. Thay vì mình đeo nó suông vậy phải không, còn này nó lật chéo lại nè, nó chéo lại. Mà không có ai thấy hết trơn, không có người nào biết hết trơn. Tới Tâm Cúc lại Tâm Cúc mới thấy cái kiểu mà sao mà nó kỳ vậy ta. Cái đồng hồ nó lật ngược lật xuôi, em muốn sửa lại cho ba cho nó suôn sẻ đó quý vị, để mà mình để tay được đó, mà để không được. Thì mọi người mới nói vậy là chắc là ba khiến cho Cúc thấy được cái này để mà giữ cái đồng hồ làm kỷ niệm. Thế vậy em mới mở ra và em nói xin phép ba cho con giữ lại để làm kỷ niệm. Tại vì đồng hồ lúc sống thì Cúc cũng mua cho ba, mà khi ba mắc thì ba khiến làm sao mà để cho Cúc thấy được cái kiểu đồng hồ nó lật ngược trên tay nè. Rồi đó, thấy vậy thì thôi em xin phép giữ tới bây giờ. Từ lúc ba mắc tới giờ 9 năm mày thưa quý vị. Để em kể cho, tại vì lúc ba còn sống hồi nhỏ đó là nhà Tâm Cúc có ba chị em là 7, 8, 9, Tâm Cúc thứ 8, chị 7 và 9 Lon. Thì ba hồi lúc đó lúc nhỏ là Cúc ốm lắm, cho nên là đi đâu ba cũng cõng Tâm Cúc trên vai. Người chị với 9 Lon đi hai bên, còn Tâm Cúc chuyên gia được ba cõng trên vai. Tới nỗi người chị với 9 Lon nói là Tâm Cúc được ba thương nãy kia đó, rồi ganh tị, rồi về hay chọc Tâm Cúc, chắc là con gơi, con gớt, con ghẻ gì của ổng nên là ổng cưng ghiêng, đủ thứ hết trơn. Vậy đó quý vị. Thì tới khi mà lớn, tới lớn nữa, ba thương Cúc lắm, cho nên là lúc mà năm đó Cúc lấy chồng thì chính ba là người cho tiền Tâm Cúc mua cây son và cây dễ chân mài để cho đẹp trong cái ngày trọng đại, Cúc nhớ hoài. Và ba hứa cho Tâm Cúc một cái cọng dây chuyền. Khi mà cái năm đó là người ta nợ ba tiền làm ăn gì đó, ba nói là để người ta chú chứ ngày chú trả, rồi cái ba mua cho cọng dây chuyền. Và thế là tới một tháng hai tháng sau thì cái chú đã bể nợ, không có trả được cho ba, nên là Cúc cũng không có cọng dây chuyền. Đó là kính thưa quý vị. Đó rồi
cái ngày mà Tấm Cúc lấy chồng á, thì cũng chính là cái người ba này đưa Tấm Cúc về bên nhà chồng, chứ má không có đi, má không có đưa, có anh ba đưa thôi, Cúc nhớ hoài đó. Và ba lúc nào cũng thương Tấm Cúc. À, lúc ba bệnh á, là ba chỉ nói là nhà tới 6 anh em, mà ba nói Tấm Cúc á, là mỗi lần mà Cúc á, mà mua thuốc á, là ba uống ba mới hết bệnh. Ai mua thuốc ba cũng không có nói gì, nhưng mà ba nói con Cúc nó mua thuốc ba mới hết uống hết bệnh. Hình như cái tay đó có phục dược hay là nó biết mình bệnh cái gì, nó nói người ta đưa thuốc đúng hay gì, miễn Cúc mua là ba uống ba mới chịu. Thế vậy mỗi lần ba bệnh ba hay điện thoại Cúc mua chạy về đem về đó quý vị. Rồi thấm thoát thời gian nó cũng thôi đưa như thế. Tới cái năm mà Tấm Cúc với ông chồng của Tấm Cúc có chuyện xảy ra xung đột đó quý vị, thì ly hôn năm 2012. Thì cái đó cũng chẳng ai lắm, ba Tấm Cúc cũng đứng ra hòa giải, cô không có hợp với cái người chàng ghế này đâu. Chàng ghế này cũng có nhiều cái lời cũng làm cho ba rất là khó chịu. Kính thưa quý vị, không phải em nhắc lại nhưng mà em phải nhắc có đầu có đuôi tí xíu. Và 2012 đã ly hôn rồi, tới 2013 được im ấm được một năm, 2014 thì bắt đầu ba Tấm Cúc trở bệnh nặng, ba Tấm Cúc mất. Ba Tấm Cúc mất vào năm 2014. Đó quý vị, thì cái lúc ba mất á, em nói thiệt em bị sốc dữ lắm quý vị. Em thức tới nỗi mà 5 đêm và 6 ngày em không có ngủ một miếng nào từ lúc ba mất tới khi mà đem ba đến cái nơi an nghỉ cuối cùng. Là Cúc không có ngủ một miếng nào. Khi mà Cúc nói ra chắc ta nói à, Cúc nói dốc, ai mà thiên thần gì mà thức được tới 5 đêm 6 ngày. Nhưng mà đó là sự thật. Khi mà em cảm nhận được, em mới thấy được là trên đời này không có gì mà không có thể được. Con người mà thức 5 đêm 6 ngày như em mà còn được. Rồi khi mà đến, quý vị biết là cái ngày ba mất á, khi mà đem ba đi mà đi chôn cất đó quý vị, đi đến nghỉ cuối cùng á, thì ai mà lại thắp đèn cầy á, thắp nến á, ở trên cái hàng á, trên cái quan tài á, là thắp ở đó. Nhưng mà khi mà đem ba từ ở nhà đi đến chỗ mà nghỉ ăn nghỉ, là tất cả những cây nến của ai thắp lên trên cái quan tài của ba đều bị gió thổi tắt hết. Chỉ duy nhất một cái cây nến của Tấm Cúc là không có tắt, gió cỡ nào cũng không tắt, gió dù dù gió vèo vèo. Quý vị biết mà cái quan tài mà di chuyển xuống một cái ghe đó để mà chạy lên chỗ mà gọi là chỗ yên nghỉ, chỗ ăn cắt là 4 cây số, mà gió ào ào luôn. Chạy ghe dưới sông thì quý vị biết gió cỡ nào, đèn cầy tắt hết trơn, cả anh hai cả mấy anh em trong nhà người nào đốt cũng tắt hết, chỉ có một mình ên cái cây của Tấm Cúc là nó cháy, nó sáng hoài từ chỗ đem xuống cái ghe đó chạy lên tới chỗ chỗ chôn cất, nó cháy hoài nó không có tắt. Thưa quý vị, là một cái điều đó đó quý vị. Mà em biết là ba ổng rất là linh thiêng. Khi mà ba nằm trong đó thì có một cái bà chị bà lại bà nói cái gì đó, tự nhiên cái đèn nó nổ một cái bắt. Trời ơi, nó nổ một cái bắt một cái, quý vị ơi, hết hồn. Kiểu như là ai chị nói không đúng, cho nên ba dặn ba làm một cái cho chị giật mình. Rồi cả cái thằng em của Tấm Cúc, thằng em số 10 cũng vậy, nó qua nó thắp hương cho ba, nó nói ba ơi này kia, sao ba không phù hộ con hả này kia vậy đó. Tự nhiên quý vị thấy cái ly hương nó cháy phừng 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 lên luôn á. Ôi trời trời, em nói em còn hả giỡn ốc với ba em. Và ba phù hộ cho em như thế này. Đó quý vị, là em kể tới cái lúc ba đã mất rồi đó nha. Bây giờ mới vô giai đoạn gay cấn để mà em kể lại cái những cái mà ba phù hộ em, mà những người làm em tổn thương, em rơi nước mắt, ba phạt họ như thế nào. Cái đoạn này quý vị bình tĩnh nghe. Quý vị có thể tin và không tin, nhưng mà em kể là có trong hồn của ba, cho nên em không có dám nói bậy, không có dám nói sai. Như thế này quý vị. Thì á, là khi ba mất 2014 phải không? Tới 2015, Cúc có một cái tiệm salon tóc nè, Cúc làm tóc nè. Đó, sang năm đó thì cái ông chồng cũ tự nhiên ổng dưới bên nhà chồng muốn quay lại với Tấm Cúc, kêu Tấm Cúc về là thôi hàn gắn lại để quay lại. Mà Cúc không có chịu, tại vì ly hôn 2012, 2013, 2014, 2015 đã mấy năm trời rồi, còn quay lại gì nữa. Xong mà cứ kêu hoài. Ổng muốn quay lại Cúc không chịu, ổng không có cam lòng. Nên một cái bữa đó gần Tết rồi quý vị, tiệm Tấm Cúc, tiệm làm tóc đông lắm, đông khách lắm. Mà ông này á, ổng đi làm rồi ổng không biết nhậu nhẹt gì đâu hay gì đó. Tự nhiên ổng chiều hôm đó ổng chạy tới tiệm của Tấm Cúc, ổng muốn kiếm chuyện với Tấm Cúc. Ổng muốn kiếm chuyện, ổng đi vào tiệm, ổng chạy lại là ổng chạy vô cái mặt hổng hầm 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 ở từ xa Cúc đã nhìn thấy, hầm hầm hầm, Cúc cũng giật mình. Nhưng mà thưa quý vị, ổng vừa chạy xe vừa tới cái cửa tiệm của Tấm Cúc, không biết như thế nào tự nhiên ổng bị lật ngang cái xe đè lên ổng.
ông bị té xuống một cái xe nó ngã, nó đè lên cái chân ổng, và cái chân ổng nó bong gân, nó bong gân, nó chặt gân, nó sưng, nó không thể nào bước đi được bước nào nữa hết, cho nên là phải đem ổng đi bệnh viện để mà bó bột, ăn bột hay làm gì đó. Là nó nghe bắn cái chân hết trơn luôn, là không thể nào bước được vô cái cửa tiệm của Tấm Cúc để mà kiếm chuyện với Tấm Cúc. Vì sao mà em biết ông tới kiếm chuyện, quý vị biết không? Là qua mấy hôm sau là người ta nghe cái tin ông té vậy ngay trước cửa vậy đó, thì những người mà nhậu chung, những người bạn bè chung đó mới nói là bữa đó có là nhậu chung, là nó có nói là Tết năm nay nó sẽ không cho ông Cúc ăn Tết. Từ đêm 28 Tết nó sẽ cho ông Cúc biến mất luôn, không cho ăn Tết luôn. Đó quý vị, kính thưa quý vị, cho nên ông lại ông muốn hành em, ông muốn làm gì em, ông nói cho em biến mất. Rồi cho em không ăn Tết. Từ đêm 28 Tết là không cho em ăn Tết nữa. Mà thưa quý vị, mấy lúc Tết đó trời trời, em cũng đâu có biết gì đâu. Đang không như vậy, có thể là cái tâm linh ba đã nghe được ổng tính toán như vậy. Cho nên ba không cho ổng lại gần Tấm Cúc. Vừa tới cửa tiệm đã ngã ra té, chặt cái chân. Đó quý vị. Và còn nữa quý vị, cái đó là mới có một chuyện ông chồng cũ thôi. Đó. Rồi tới ngày mà 2018 là bắt đầu Cúc sợ rồi, nghe ổng hù vậy mình sợ rồi, cho nên Cúc phải cố gắng làm nhiều hơn để kiếm tiền mua nhà, kiếm tiền để mua nhà xa hơn, chứ ở đó là chết và ổng có ngày sợ muốn chết rồi. Thế là kiếm tiền mua, để tới mà 2018 Cúc cũng có được chút đỉnh thì Cúc vay ngân hàng thêm để mua nhà trên Cần Thơ này, kính thưa quý vị, ở trung tâm thành phố Cần Thơ luôn. Mà ba phù hộ cho Tấm Cúc là giống như bằng ăn cái gì cũng họ cũng thuận được, thuận buồm xuôi gió, không có đau bệnh bao giờ. Chỉ có cảm sơ sơ rồi sổ mũi nhức đầu bữa hai bữa là nó hết thì có, chứ còn mà bệnh nặng đi bệnh viện đâu thì không có. Cho nên Cúc đỡ cái vụ tiền thuốc men thì Cúc mới cố gắng làm gây dựng được, thưa quý vị. Ba phù hộ Cúc lắm. Thì đến 2018 Cúc mới nói với má với gia đình là bây giờ con muốn đi mua cái nhà trên Cần Thơ. Không đủ tiền thì con sẽ mua, con lấy cái bằng phán nhà đó con vay lại vô ngân hàng, rồi con về con cố gắng con mở tiệm tóc không, hay con đi con buôn bán gì thêm đó để mà con kiếm tiền, con đóng lãi đóng lời hàng tháng cho ngân hàng thì con cũng có được cái nhà để con ở. Con quyết tâm như vậy á, dù ở nhà cản lắm, nói chừa chừng nào đủ tiền hả mua, nói đủ tiền biết chừng nào, khi mà mình chừa đủ tiền thì cái nhà lên không mua được, bây giờ mua trước đi thì cái giá nó cũng y vậy, rồi con bằng con trả từ từ vô. Em nói là em làm em gan lắm cho nên em đi mua. Thì má bà cũng đi theo, nhưng má bà không có chịu. Bà thấy trời ơi, nhỏ này con gái lứa mà không chồng không con mà nó đi mua cái nhà bao tỷ bạc, rồi tiền đâu nó trả, bà gầu. Má bà gầu lắm mà bà sợ lắm, nãy giờ chưa từng cầm tiền nhiều đi mua cho nên sợ, bà cứ cằn nhằn hoài. Thì bữa đó em mới nói con cố gắng con mua, mà má nói hoài vậy sao con không có tâm trạng để con mua. Bà cằn nhằn, bà nói mày gan trời gan đất, tao không biết làm mà mệt mỏi mà đi mua cái nhà này kia. Khi cằn nhằn quý vị biết không, má em vừa cằn nhằn xong là em đang đậu xe để mà chở má từ ở dưới đó đi lên để mà chồng tiền cọc rồi nhà cho người ta nè, để mà mua đồ rồi nè. Em không biết như thế nào mà đang không, cái xe đang đứng như vậy đó, cái xe đang dựng đứng y nguyên. Em chỉ đi vô đặng em lấy đồ ra đặng em đi đó, còn má đứng kế xe đang chuẩn bị em ra em chở má đi đó, không có đụng gì chứ. Tự nhiên má đang đứng má cằn nhằn em mới tí xíu cái xe nó ngã, nó đè lên chân má, nó đè lên cái chân má rồi mới biết. Thì quý thấy hả, cái mắt cá bả bầm tím ha, cái mấy cái ngón chân bả, cái bàn chân bả nó sưng phù gù lên vậy nè, nó nhức gì nè, làm sao mà đi quý vị, rồi là phải đi bệnh viện hoài luôn đó. Rồi em cũng không biết sao má mà cằn nhằn, má nói tao mệt luôn chết luôn, đi nắng đi mưa đi đồ mà bắt tao đi, bây giờ xe ngã banh cái giò tao hết trơn. Em trong lòng em mới suy nghĩ là em nói trời, ông lẽ ba ông dặn má mình đi mua nhà mà má bà cằn nhằn rồi ba ông số xe cho ngã trúng chân má hay gì á. Mình cũng suy nghĩ vậy, nhưng mà không lẽ trùng hợp gì quý vị, miếng mà cằn nhằn em là có chuyện à. Đó là qua rồi, khi mà chở chị cho má đồ xong á, phẻ đồ á, thì cũng chở má tới lui đặng mà coi đặng mà mua nhà đồ xong. Thì khi mà mua nhà xong, đối về cái gia đình mà còn bị phạt với huống chi người ngoài quý vị, tới á, tới sang năm sau có một người Việt kiều bên Mỹ quý vị, là vô tình là trên Facebook em hay kể trên đây đó, là phái Tấm Cúc và nói là hỗ trợ Tấm Cúc để mà trả tiếp tiền nhà với Tấm Cúc mua nhà này đó. Rồi khi mà trả mới được mấy tháng, anh ta tỏ tình muốn cưới Tấm Cúc ra làm vợ và đem Tấm Cúc sang Mỹ nếu mà Tấm Cúc cho anh ấy một cái cơ hội để mà tiếp cận hơn để về cưới Tấm Cúc. Thì Cúc mới nói giống như mình từ anh em mà chuyển sang tình yêu thì cho em xin thời gian vậy đó. Rồi bắt đầu anh ấy cũng cũng chịu cho xin thời gian, và bắt đầu anh ấy mới là gửi quà rồi nhiều hơn nữa, rồi gửi tiền rồi tiếp tục cho Tấm Cúc trả vô tiền nhà hàng tháng. Em mừng lắm, và bắt đầu trong lòng em cảm thấy cái người này rất là tốt với mình. Nào giờ mình chưa được ai mà tặng mỹ phẩm hay là nước hoa dồi thơm gì cho người phụ nữ mình hết trơn á,
cho nên mình được vậy, mình thấy mình được may mắn, cho nên là cũng thương lắm, thương như là thương tình thương gia đình, chứ nói yêu để mà muốn thành vợ chồng thì mới bắt đầu thôi, chưa có đến nỗi mà yêu quá, tại vì em cũng khó yêu quý vị ơi, cho nên là thấy thương anh lắm. Bắt đầu cũng chờ cơ hội để tìm hiểu ha, rồi bắt đầu vừa mình cho cơ hội tìm hiểu cái bắt đầu ông ta cũng thay qua, ông ghen, ông thấy mình có cái mồi khoái ông lại rồi, phải khoái rồi, thương rồi, tại vì phụ nữ mà được tặng đồ nhiều quá cái tự nhiên mình cảm thấy mình được cưng, cái mình yêu, cái bắt đầu ông ghen, ông ghen nói bậy không, tự nhiên ông nghe đồn bạn bè nói trên Facebook cứ là nói thằng Cúc ở đây á, nó quen người này nó quen người kia đó, cái bắt đầu ông ghen lên, cái nhắn tin ra em nói với Tâm Cúc là cô là cái đồ mà bắt cá hai tay. Kính thưa quý vị, từ cái clip mà em đi dị thanh em quay trong ghi ánh sáng gì đó mà ông ta không biết nghe phong phanh ai nói là em hẹn với bồ, em hẹn với trai đang đi mà đi công viên ánh sáng, mà trong khi em đi công viên ánh sáng với Ngọc Diệp trong Nhân, tụi nó đi làm cái dự hội thảo gì ghi những cái công viên đó, em thấy vui vui em đi theo tụi nó chơi ba bốn đứa vậy đó, vậy đó mà dám nói em hẹn với trai, trời ơi, xong á nhắn tin cô là cái thứ bắt cá hai tay rồi á, chửi em buồn quá quý vị, em buồn dữ lắm, cho nên em mới là buổi sáng là em mới đi ra em châm nước trà, em châm nước trà em như mọi ngày em cúng cho ba, thì hôm nay em châm nước trà là em ngồi em nói chuyện với ba. Thường thì có chuyện gì em hay châm trà để em tâm sự cùng ba lắm. Hôm nay cũng vậy, em mới nói ba ơi, cái người này á, thương con á, tốt với con lắm. Con cũng thấy thương ảnh nữa, nhưng mà sao mà ảnh cứ ghen mà ảnh đổi thừa quan cho con. Con rất là ghét ai mà đổi thừa quan cho con. Đây không, ảnh nói là con hẹn hò với trai nào đó đi đâu đó, làm mất cái giá trị của con, cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, kiểu như là yêu mà không tin với nhau thì yêu làm cái gì. Mà bây giờ nếu mà buông ra thì con lo tiền nhà ngân, con lo không đủ, con ở cái thế bị kẹt ba ơi. Chứ nếu mà ai đó mà xúc phạm tới con á thì con sẽ ngưng ngay. Như cái người này là con ngưng ngay đó. Nhưng mà bây giờ nếu mà ngưng ngay á thì cái tiền nhà hàng tháng con lo mình nên, con sợ có tháng đủ tháng hụt. Tháng đủ thì cũng nói gì, còn tháng hụt thì ngân hàng ta đâu có chịu. Con gầu lắm ơi, thế là em đã ngồi em khóc em tâm sự với ba. Trời ơi quý vị ơi, biết không? Trong vòng một tuần sau cái ông ở bên Mỹ đó đó quý vị. Ông đang không, ông đi đâu đó, ông né chiếc xe, ông té xuống, trời trời, ông gãy cái chân ông quý vị ơi. Ông bể cái bánh chè, ông gãy cái chân ổng, là phải đem đi bệnh viện để mổ ra để mà sắp xương lại rồi băng bột lên. Qua từ sau nghe nói một cái em hết hồn, em nói trời ơi, là trời, không lẽ mình ngồi mình than với ba mà ba ông làm cho ông bị cái chân vậy. Không biết em đổ thừa ba vậy, ba có dặn con không, không biết nữa, nhưng mà con thấy vậy thì con kể thôi. Thế là ông bị té gãy cái chân phải băng bột. Và băng bột như vậy đó, cái rồi em gầu quá, em nói trời ơi trời, trong lòng em nói thôi chứ không có nói ra, nhưng trong lòng suy nghĩ không lẽ ba ông trừng phạt cái người này làm cho mình phải rơi nước mắt mình khổ gì, ba ông gầu cũng làm vậy hay sao, rồi không biết như thế nào đó, khi mà anh ta băng bột cũng đâu được một vài tháng thì nó phải khỏe lại đó, nó cũng lành lành đó, anh ta có nói lời xin lỗi Tấm Cúc là giống như là cho anh xin lỗi đi, đừng có dặn. À, tại vì anh nghe người ta nói là Cúc hẹn với bồ đi chơi rồi bên đây thôi, thì ảnh có nói lỡ lời nói Tấm Cúc bắt cá hai ta rồi vậy đó, thì cho anh xin lỗi đi. À, Cúc cũng thấy mình bị xúc phạm nhưng mà thôi cũng vuốt ve cũng chịu, rồi thì ổng cũng băng bột đâu được vài tháng, cái tự nhiên không biết lên cơn, không biết bạn bè nào nó chọt, nó nói mình là cũng bồ bịch hết ông này tới ông kia đi chơi, rồi thậm chí là lợi dụng ổng để ổng gửi tiền chứ không có yêu thương ổng hết trơn á. À, nó lợi dụng này kia đủ thứ, bắt đầu ổng nghe người ta chưa về gặp Tâm Cúc lần nào hết trơn, rồi là trời, mà đi nghe người ta nghe trên mạng, mà trên mạng cũng đâu biết Tâm Cúc là cái người nào đâu, bắt đầu nhắn tin điện thoại về, quý vị biết 11 12 giờ khuya, 1 giờ khuya cũng điện điện vui déo không nghe, đang gọi sợ mà giống như kiểu bằng đêm, biết em ngủ ở nhà ngên hay là em ngủ với thằng nào hay là ông nào hay gì đó, cho nên phải gọi video call video á, đang nhìn thấy mà quý vị biết mình đang ngủ 11 12 giờ 1 giờ mà gọi video một cái đá một cái là quý vị thấy hồn vía nó muốn rớt ra ngoài, nó giật mình đang ngủ mà nó cái chuông nó reo cái hồn vía lên mây vậy đó, rồi cái em không có nghe được, rồi đôi khi em quạo em mới nói trời ơi cái gì mà nửa đêm mà gọi hoài sao chịu nổi, rồi cái bắt đầu ông mới nói là tại em có người khác nên em mới quạo với ổng, bây giờ cô có người khác nên cô mới quạo với tôi vậy này kia, trời trời không biết sao mà nói chuyện với em cọc cằn quá quý vị. Rồi chuyến này em ra em lại đi ra em lại pha trà châm trà với ba là em lại tâm sự y vậy nữa, em mới nói ba ơi chuyến này chắc con ngưng thiệt quá ba, chứ người con ngưng con còn sợ con không lo tiền nhà nổi, con cố gắng chịu đấm ăn xôi cho người ta nói nặng nói nhẹ con, bởi vì tiền của người ta không có ai cho mình cái gì không hết, chứ người ta cho với cái điều kiện này kia người ta nặng nhẹ mình ba ơi. Em ra em khóc với ba, em châm trà em kể chuyện với ba em khóc, em nói bây giờ bữa hổm vậy đó đã mới xin lỗi con, bây giờ lại nặng nhẹ với con nữa rồi ba.
xong cái bắt đầu em nói vậy đó, em nói em tưởng tượng như là có ba ngồi kế bên uống trà và nghe với em vậy đó. Thì khi mà nói chuyện xong với vị thì đã xong hết rồi, em buồn lắm. Như vậy đó quý vị, mà đâu khoảng một tuần sau, cũng một tuần nữa quý vị, anh ta lại không biết như thế nào nữa, lại nói là đi ra chợ mua cái gì hay đi đâu đó. Tự nhiên là đi tới cái khu vực đó, xe nó lùi xe lại sao đó, ổng hết hồn, ổng nhảy qua bên, rồi thế là ổng té té xuống bể cái chỗ cái bánh chè mà bữa hổm mới gãy giờ mà mổ ra băng bột đó, mà bây giờ là chuẩn bị lành rồi, bây giờ té xuống gãy thêm một lần nữa. Trời ơi là trời, ổng hành em 2 lần, ổng gãy giò đủ 2 lần. Em sợ quá quý vị, em thấy chứ này là tâm linh của ba có thật rồi. Khi mà mình tâm sự với ba là ông bên kia gãy họng hoài vậy, trời ơi tội nghiệp ổng quá. Mình vậy mình cũng thấy ghê quá. Cho nên thôi quyết định là năn nỉ ba. Bữa sau ra chăm chà ba ơi, ba đừng giận nữa ba ơi. Thôi đi ba, bỏ qua cho người ta đi. Mình ngưng lại ngưng, dù sao cũng tình nghĩa. Người ta gửi cho mình dù 100 đồng, 200 đồng hay gì cũng là cái tình nghĩa của người ta. Cho nên mình không thể nào mà dâng ân bội nghĩa được, cũng tình cảm thôi. Thì bây giờ coi như là mình không có duyên nợ, tới đây mình ngưng lại hả ba. Là em nói rồi xong là em mới nhắn tin là cảm ơn anh cái thời gian qua đã giúp đỡ em gì đó, nhưng mà chắc là mình không có đi xa hơn được. Thì thôi em, anh đừng có gửi gì về cho em nữa. Cúc nói thẳng là kêu đừng gửi gì nữa trơn, em không nhận đâu, là ngưng lại. Và thế là ngưng lại. Ngưng lại và anh ấy đã có người khác. Và không biết cái chân bây giờ như thế nào nha. Đó là cái nói về một người bên Mỹ. Và ba cũng phạt luôn những cái người mà trong gia đình em, như hồi nãy má em là mới bị phạt phải không? Bây giờ em kể là anh hai em bị phạt cho quý vị coi, anh hai ruột của em trên Sài Gòn. Trời ơi là trời, cái năm mà em bán quán, mà em mở cái nhà hàng, cái quán mà quán ăn lẩu cua đồng đó quý vị. Có mấy cái clip em cũng ở trên đây đó. Thì em mở có mấy đứa nhân viên để làm phụ em. Và em có kêu anh hai là thợ nấu ở trên Sài Gòn á, anh là thợ nấu ở trển. Xong cái năm đó anh mới nói anh hai ơi, anh làm cho người ta cũng vậy thôi, anh về anh nấu cho quán em đi. Em sang cái quán làm mà không có ai nấu hết á, anh nấu ăn ngon anh về anh làm thợ nấu cho em đi, thì em cũng trả lương như người ta như vậy đó. Thế vậy anh mới về, em nói anh ở đây á, anh làm quán, anh nấu ăn nấu đồ đó, rồi tối anh ngủ lại chỗ quán này luôn. Em thì em về nhà em ở đây em ngủ, còn anh ngủ ở quán anh coi chừng luôn, giống như là nguyên cái quán nó giao cho anh hết vậy đó. Xong ổng cũng nghe lời, ổng cũng về ổng làm cho mình. Ổng làm đâu mới một thời gian hả quý vị, khách đang ì gì vậy, tự nhiên ổng mới nói với Tấm Cúc là bây giờ thôi ở trên Sài Gòn người ta kêu tao về kinh doanh nảy nọ đó, nhà cửa tùm lum hết trơn á, bây giờ tao phải về à, thôi mày kiếm ai làm đi, tao làm hết nổi, giờ tao phải về chảnh, tao làm chảnh chứ ở đây tao buồn quá, ở đây không quen ai, nào giờ sống trên Sài Gòn giờ về thơ không quen ai trơn, bây giờ tao buồn quá thôi mày kiếm người khác đi, mời tao về. Tự nhiên ông nội tổn chứng bữa nay mời ông về, rồi người đâu mà mình kiếm cái người nấu liền được. Vậy là ổng lót thoát ổng về mà. Trời trời. Xong tự nhiên ông đi về. Bữa sau ông đi về Cúc chơi vơi. Cái nhà hàng cái quán thì mình thuê, nhân viên mình thuê, tôm cua đồ mình mua đầy mấy tủ đông hết trơn, mà bây giờ không có thợ nấu, rồi làm sao? Nước mắt mình gà gụa nữa rồi thưa quý vị. Rồi bắt đầu là Cúc phải là vừa chủ quán mà vừa xuống bếp vừa chế biến. Ta nói ngày chạy bàn cái gì cũng Cúc hết trơn, mấy đứa nó làm Cúc xuống Cúc làm thợ nấu luôn. Đó, bắt đầu khổ quá, em cực quá, 1-2 giờ khuya em chưa về nhà này được nữa. Tại vì làm xong còn dọn dẹp cái đứa đó phụ em đó, đứa nào nấy nó cực muốn chết luôn. Thấy tội nghiệp quá, về khóc nữa, khóc với ba nữa. Về bắt đầu khóc, coi ba ơi, anh hai anh không có thương con. Anh hai á, anh về anh phụ với con á. Con cũng trả lương ảnh vậy mà bây giờ ảnh chảnh, ảnh có nhiều công việc khác, ảnh đi về. Thôi ảnh về ảnh cho con hay trước mấy bữa, hay là bây giờ ảnh nói à tuần sau tao về, hay là nửa tháng nữa đặng cho con kiếm người khác. Đang không ảnh nói ngày mai tao về, bữa nay tao nghỉ, ngày mai tao về. Rồi con kiếm ở đâu được, bây giờ con xuống bếp con làm con cực quá ba ơi, anh hai anh không có thương con. Em cứ nhắc đi nhắc lại câu anh hai không thương con. Trời ơi quý vị ơi, em chỉ nói như vậy với ba thôi mà thưa quý vị, anh hai anh về Sài Gòn trong vòng một tuần sau nữa quý vị. Đúng một tuần sau nữa. Ảnh chạy xe đi đâu đó, đang không đi đâu đó, ảnh nói ảnh sụp cái ổ gà, rồi ảnh té xuống quý vị ơi, cái đầu gối ổng ảnh nó sưng á, nó bể bánh chè nó sưng á, y như cái cây cột nhà vậy đó quý vị, nó bầm đen với cây cột nhà luôn. Ông chụp hình ông gửi về cho Tấm Cúc, ông nói trời ơi xui quá mày ơi, tao về trên đây chưa đi làm nhờ, là dĩ chân á, té bây giờ bể bánh chè nó sưng như cái cây cột nhà, chụp hình gửi em. Trái tim mà nó đánh phình phịch vậy đó quý vị. Ảnh thì đâu biết Tấm Cúc đang tâm sự với ba dưới đây đâu. Bắt đầu Cúc mới nói trời là trời, mình vậy là mình tâm sự với ba, ba không phạt anh nữa hay trời.
Trời ơi, lần nào cũng vậy chứ, lần nào cũng ngay cái chân không à. Vậy đó quý vị, gọi là bữa sau cút phải châm nước trà ra xin lỗi ba liền. Ba ơi, ba đừng có giận. Trời ơi, anh hai anh còn phải đi làm nữa, tại con tâm sự với ba vậy thôi, chứ bây giờ con đâu có muốn ba phạt ai đâu. Đừng phạt nữa, cho anh khỏe lại đi ba ơi. Em gái ba hết có biết luôn đó thưa quý vị. Trời trời, mà em nói với mọi người là cái đó là cái tâm linh, không biết mọi người có tin không, nhưng mà em là em rất là tin. Tại đó giờ chưa có ai mà làm em rơi nước mắt mà người đó không có bị cái gì phạt lại, mà bị thương hay là bị cái gì làm ăn sa sút. Có một cái người chị này hơn thua cái tấm cúc lắm, và thế là chị không có làm gì được cái gì, làm có tiền rồi ra hết trơn, năm nào cũng gặp hạn, năm nào cũng gặp xui chứ thiệt á. Và cái chuyện mà ba cái chuyện mà mấy người mà làm cho em buồn khóc á, mà mấy người bị nạn là té gãy chân hay là bong gân hay là sưng chân hay là gãy giò vậy đó, nó trùng lắm quý vị. Em thưa với quý vị là ngày xưa ba còn sống á, là ba là một cái người giống như thầy mà chuyên gia sửa tay sửa chân người ta đó. Ai mà bị chặt gân, chặt chân, chặt tay, chặt cổ thì để lại ba là ổng lấy gụ, ổng thoa, ổng vẽ gì lên đó, là ổng hộ biến cái là đi khỏe ghê luôn, hết đau hết gì luôn. Ba hồi đó ổng có cái tánh hài tiếu lâm y như tấm cúc, bởi vậy ổng mới truyền được cái năng lượng tiếu lâm. Tấm cúc mới kể cho quý vị nghe, quý vị mới mới hài lòng vui. Và những cái chuyện tiếu lâm và những cái cúc đang ngồi kể hay là cái gì đó là đều có tâm linh ba đã phù hộ cho tấm cúc mới vững vàng, mới ngồi nói chuyện được lưu loát như thế này. Chứ tấm cúc ngoài tấm cúc hai lúa lắm thưa quý vị, không phải mà lên kinh mà nói gì đâu. Rồi cái đó là nói về vấn đề ba trừng phạt, còn nói về vấn đề ba thưởng, những người mà đàng hoàng, những người thương cúc, những người tốt, ba thấy được ba sẽ thưởng thì như thế nào, để cúc kể cho quý vị nghe luôn nha. Đó là cái năm mà anh hai anh làm cho cúc, thì anh đi về đó, làm ở quán là anh đi về đó, thì cúc đâu có ai đâu, là vô tình có chị Sáu bắt đầu là tự nhiên chị cũng bà con cúc nè. Cúc kêu chị Sáu qua phụ cúc để mày làm, thế là chị Sáu qua, chị Sáu phụ, chị cũng làm này kia, chị dọn dẹp đồ tiếp tấm cúc dữ lắm, rồi mừng quá trời mừng luôn. Xong cái bắt đầu về, về cũng mệt, cũng ngồi châm trà cho ba, cũng nói trời ơi, hên quá ba ơi, nhà có chị Sáu chủ qua cho phụ tiếp con trong thời chết con rồi, công nhận cũng được hết biết. Bỏ qua bả làm chị em vui vẻ với nhau hết hồn luôn rồi, bà này bả được quá ba ơi. Bỏ qua bả dọn dẹp hết có biết luôn, không có không chút nào cho bả, không là bả lao bả chùi sạch bóng chân vui quá. Trời trời, em chỉ khen với ba với chị Sáu vậy thôi, là chị thương con lắm ba ơi. Chị qua chị nấu đồ cho con ăn luôn, chị thấy con làm mệt cái chị làm, chị nấu đồ con ăn luôn, làm này làm kia cho con hết biết luôn. Rồi bà Sáu không biết bà đi đâu, bà mua hai vé số gì đó cái gì, bà trúng 30 triệu. Trời là trời được thưởng bổng luôn, không biết sao bà trúng 30 triệu. Em không nói dốc cái gì, là bắt đầu là thấy mừng quá. Em cảm thấy chị Sáu giống như, chị thương mình, không lẽ ba không khiến cho đi kiếm ngay cái người mà bán số trúng cho bà mua ta. Trúng đó, thì cái đó nhưng khi cúc nó chắc là trùng hợp, đôi khi bà mua hoài thì bà trúng trùng hợp chứ không lẽ gì mà bà phù hộ gì dưới ta. Rồi đó với vậy. Và kế nữa là hôm rồi khoảng chừng tuần trước là má của tấm cúc có bệnh, tấm cúc má tấm cúc bệnh hoài đó, thì đi bệnh viện nha, nhập nhập viện lần 4-5 ngày mới về lần. Thì chuyến rồi á là má nhập viện 5 ngày. Khi mà má đi bệnh viện thì cúc không có qua chăm sóc được thưa quý vị. Tấm cúc chỉ có là hỗ trợ tiền bên ngoài cho gia đình tiếp bệnh viện phí rồi thôi, chứ còn mà qua để mà ngủ lại để mà chăm sóc má thì thật sự cúc không có qua được. Cho nên cái thằng em trai Út á, cái thằng thứ 10 thì nó cũng ít, còn thằng Út thì nhiều. Thằng Út nó trực xuyên suốt với má đó. Thì tới năm đêm tới ngày mà má xuất viện á quý vị, xuất viện về á, thì cúc có đi qua đó, thì đặng mà cùng các em đỗ này thanh toán rồi xong hết trơn đặng cho má về đó. Thì cái thằng Út ấy, nó mới giọt miệng, nó mới nói trời ơi, hôm nay em ở đây á, em chăm sóc má 5 ngày á, trực má 5 ngày á, là em đã mắc 5 triệu rồi đó. Tại vì nó chạy xe tải đó quý vị, chạy xe chở chàm chở đồ xe tải cho người ta kêu đó, là ngày 1 triệu hay gì đó. Thì không biết như thế nào đó mà nó nói hôm nay em là lên đây em trực má là em đã mắc 5 triệu rồi đó. Rồi cái Cúc cũng cười khè khè đó quý vị. Rồi thì về hết, tiếng là thôi hết, em mới nói là thì mày con Út thì mày trực má đúng rồi, mày làm tốt, mày gặp được chuyện tốt cái gì mày vậy thôi. Nhưng mà khi em về sáng em ra ngoài vườn lan của em ngồi em uống nước trà với cà phê, em mới tâm sự ba nữa nè. Em nói ba tội nghiệp Út của ba, không có nói chắc gầu lắm, nhà anh em người đời cũng có xa chứ không ai mà lo cho má, má bệnh hoài tháng nào cũng đi bệnh viện nằm mấy ngày hết trơn á, nhờ Út mà tội nghiệp nó cũng phải đi làm nữa, mà nó phải ngưng để nó trực gì hoài với chắc nhỏ nghèo luôn, nhỏ không có tiền ba, tội nghiệp nó quá ba, hộ độ cho nó khỏe mạnh nó làm gì ba. Trời ơi quý vị ơi, em nói vậy mà mới 2-3 bữa trước nè, thằng Út nó chở chở cây đi qua bên Trà Vinh đó quý vị. Chở xe tải của ảnh qua Trà Vinh đó, nó mua hai tờ vé số nó trúng 20 triệu. Em nói láo là con của đứa nít luôn.
mới trúng mấy bữa nay 20 triệu là má em vừa xuất viện tuần trước là nó nói là em làm má nằm 5 ngày em mắc cỡ 5 triệu, là em cầu xin ba là nó được trúng 20 triệu lần đầu tiên trong đời nó luôn. Em thấy ba ông linh trời trời chúa đất trời ơi, ba linh dữ lắm. Cho nên quý vị nào mà nghe được cái clip này á, mà nếu mà tin tưởng ba sẽ phù hộ cho dữ lắm. Ba của Tấm Cúc là một người mà Cúc cảm thấy là luôn bên mình đặng mà che chở cho Tấm Cúc. Chưa bao giờ có cái chuyện gì nếu mà ai làm gì Cúc rơi nước mắt là Cúc không nói gì, nhưng mà Cúc để ý là cái người đó sẽ có chuyện. Không chuyện lớn cũng chuyện nhỏ. Còn những người mà tốt cái Tấm Cúc tự nhiên Cúc thấy người đó sao mà làm ăn lên dìu vậy trời. À, không biết ba ông phù hộ như thế nào thì có thể là em tôn kính ba quá em thấy những cái điều đó, cũng có thể là sự trùng hợp, nhưng mà cái sự trùng hợp này Cúc thấy nó rất là lạ quý vị. Nãy giờ em kể thì quý vị thấy từ lúc đó tới bây giờ là bởi vì mà những người mà nói Tấm Cúc khó lấy chồng chắc cũng đúng, tại vì có ba phù hộ và ba che chở. Khi mà ba thấy được ai đó mà thương Tấm Cúc, muốn cưới Tấm Cúc, nhưng mà khi mà ba đã phát hiện cái người đó chưa có gì đó thật sự với Tấm Cúc như thế nào đó, nhìn thấy được cái sâu xa hơn Tấm Cúc là con người thật thấy, thì ba sẽ cho giãn ra và ba sẽ ngưng lại, ba sẽ tìm người khác cho Tấm Cúc. Thì hy vọng ba sẽ tìm cho Tấm Cúc đúng một cái người mà con rể thứ 8 mà thật là xuất sắc và vừa ý ba cũng như vừa ý Tấm Cúc. Đối với vị thì hôm nay Tấm Cúc muốn chia sẻ lại cái vấn đề mà tâm linh giữa ba của Tấm Cúc để cho quý vị nghe. Giống như là em đã nói từ đầu là cái chuyện này là chuyện đặc biệt, không có thể mà đem ra đùa giỡn được. Tại vì cái người mắc mà em đã có thắp hương xin phép ba trước khi làm cái clip này rồi, tại vì có cái đồng hồ của ba ở đây, nên là em mới là chia sẻ và cũng chuẩn bị tới ngày giỗ của ba rồi quý vị. Ngày 21 tháng 6 âm lịch này nè thưa quý vị, nghĩa là ngày thứ hai ạ. Thứ hai tuần tới này nè là ngày đám giỗ của ba của Tấm Cúc đó. Thì hôm nay cái clip này Tấm Cúc chia sẻ với quý vị tới đây cũng hơi là dài rồi. Cảm ơn quý vị nãy giờ đã ngồi nghe. Cầu mong ba sẽ phù hộ cho quý vị được bình an, tai qua nạn khỏi và có nhiều phước báo hơn, cũng như là ai mua vé số thì sẽ được trúng vé số và vô kênh Tấm Cúc nghe nhiều chừng nào là mọi người làm ăn phát đạt không chừng nấy. Tại vì kênh của Tấm Cúc có hình bóng của ba của Tấm Cúc trong đây. Ba Cúc đang trên trời nhưng mà dõi theo kênh của Tấm Cúc hàng ngày, chứ ngày xưa em cũng không nghĩ là em đi theo con đường mà làm YouTube mà lên kể chuyện Tứ Lâm như thế này đâu quý vị. Tại vì công việc của em ở ngoài á, hận gái thì em làm thợ mai, rồi khi lớn lên tí nữa thì em làm thợ uống tóc, thợ trang điểm cô dâu, rồi chuyển qua kinh doanh nhà hàng ăn uống, rồi ta nói nghe bán mỹ phẩm tùm lum hết trơn á. Thật sự em mấy cái cơ sở salon tóc luôn đó quý vị. Nhưng cuối cùng bây giờ em lại cảm thấy là lên cái chuyện Tứ Lâm làm vui cho đời, nó rất là vui, nó làm cho mình thư giãn để mình thoải mái làm những cái công việc kinh doanh bên ngoài nó tốt hơn nữa. Thì em cảm ơn quý vị rất là nhiều. Xin chúc quý vị một ngày mới bình an và hạnh phúc. Clip tới đây xin hết nha quý vị. Em xin bye bye quý vị. Hẹn gặp lại quý vị ở clip tiếp theo ạ.